để mình ra mít nè, mình ra mít mình chơi tiếp này. Cái đó nè, cái đó nè. Cái đó nè. Cái gì? Cái đó nè, cái đó nè. Cái đó nè. Cái gì? Cái đó nè, cái đó nè. Cái đó nè. Cái gì? Ôi cái gì? Suy không? Suy ơi. Tôi định chọn đánh phong mà. Trời cái pha đó hài vậy chú. Ôi, ôi đời cái ai ai đây chú mặt tôi vậy? Stop. Tam ơi, xấu ghi ngập lục mạo của tôi. Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. 61 Bình Dương, chào anh em nha. Ok, ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và ngày hôm nay, như anh em đang thấy, vẫn là một cái phong cảnh vô cùng quen thuộc của chúng ta ngày hôm nay. Và đúng rồi đó, các bạn đoán đúng rồi đó, chúng ta hiện tại đang ở trong một con map Bad World mọi người ạ. Và ngày hôm nay, mình đã mời tất cả các thành viên vào trong đây để chơi chung với mình một video về Bad World. Nhưng không phải là Bad World bình thường, mà là Bad World siêu sức mạnh. Có nghĩa là sao? Đây mình sẽ cho bạn xem. Hiện tại ở trên tay của mình đang cầm một cây kiếm kim cương. Thì cây kiếm kim cương này các bạn không phải là một cây kiếm bình thường đâu nha. Mà cây kiếm kim cương này là một cây kiếm kim cương có sức mạnh lên tới 10.000 sức mạnh. Đó, chỉ cần gọi là chạm nhẹ vô cái thôi là chết queo luôn các bạn ơi. Đó, có nghĩa là sẽ không có bất cứ một cái trận PvP nào ở đây cả. Chỉ cần có hai người nhào vô chạm nhẹ vô nhau thôi là sẽ có một người chết đó. Chứ còn chạm nhẹ có thể chết. Ok. Bởi vậy cho nên sẽ nói rằng là sao ta, video này sẽ hơi bị căng thẳng luôn các bạn ơi đó. Và bạn hãy cùng đón xem coi liệu rằng trong gọi là 6 đứa mình ai sẽ là người giành được chiến thắng trong trận đấu Bad World này nha. Ê, ai khỏi mua giáp anh em ơi, khỏi mua giáp anh em ơi. Ủa rồi, rồi mới từ địa ngục về ra mà cái giọng rô kỳ luôn. Rồi mới từ địa ngục về đúng không? Ờ sao nghe giọng rô ác quỷ vậy? Bấm. Đúng rồi, cái kiếm này còn mua giáp gì nữa. Cái kiếm này ha, chém phát thôi là bể giáp luôn á. Nó mua giáp làm gì nữa. Và không nói nhiều nữa. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào video hồi nào các bạn ơi. Let's go. À, khoan, quên cái này. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ mới bắt đầu thiệt nè. Let's go. Rồi, ok bạn ơi. Hiện tại là mình đã vào trong con map Bad World nè các bạn ạ. Đấy, và bây giờ mình sẽ search cho mình một cái lệnh nha. Bùm, đó là mình đã có được cái kiếm kim cương nè. Cái kiếm đó mà chạm nhẹ vô người cái thôi là chết queo luôn, cho nên trận này hơi bị căng thẳng luôn á. Anh em có tự tin mình sẽ thắng trận này không anh em? Khỏi mua giáp anh em ơi, khỏi mua giáp nha, khỏi mua giáp nha. Giờ tự tin hay không không biết nhưng mà trận đấu này là căng thẳng lắm nè. Đúng rồi, trận đấu này hơi bị căng. Không có chuyện gọi là sao ta người ta mà gọi là PvP căng thẳng nữa. Nhào vô đụng nhẹ nhau cái thôi là chết. Không cần kỹ năng cao, chỉ cần may mắn. Tôi ra nha, tôi không đứng cạnh mọi người đâu nha. Ôi trời ơi, ca mua chưa gì rén rồi. Rén, trời mua rén luôn. Ủa gì vậy? Đặc sản của Roll là rớt hả mọi người? Lúc ừ, thật sự là mấy cái táo vàng, táo tùng nhờ. Táo vàng còn cần là không cần táo vàng luôn. Cũng đâu cần táo vàng đâu, sao mình mua chi thôi. Cung thôi, cung thì rất hợp lý nè. Đúng rồi, cung cung đấy. Té nữa. Té nữa hả? Sao táo hoài vậy Roll? Tính ra mình cũng không cần phải lượm kim cương để gọi là nâng cấp giáp làm gì nữa. Bởi đúng vì rồi, mình chỉ nên bảo vệ cái nhà của mình thôi, chứ không cần phải nâng cấp bất cứ cái gì hết trơn á. Chính xác, giờ qua kim cương những cơm gì. Trời ơi. Trời ơi, chị mù mình. Chính xác, giờ qua kim cương những cơm gì. Trời ơi. Trời ơi, chim hù mình. Chim được làm giật một chim. Cái này là chim làm giật thật hả? À, tự nhiên chim đâu ra, chim chui ra, chim bù. Cái đồ không đợi, xong đèn không sống gì ai chơi. Ê à, tự nhiên mình thấy ai ấy nhờ? Ai nhờ? Làm gì? Kairon nè, Kairon quýnh sâu mình là Kairon toan rồi, Kai ơi. Mày, thôi. Con chuột ai? Con chuột mình bị lỗi bạn ơi, chuột mình bị lỗi. À, chuột bị lỗi à, ok. Nhưng mà chuột bị lỗi thôi, chuột bị lỗi. Mèo siêu mi nè, mèo siêu mi. À, mọc nhãn. Âm mi mà sao bên xa âm mi. Oh no. À, mọc nhãn. Âm mi mà sao bên xa âm mi. Oh no. Không no, không ơi. Cay quá à. Ơi nè, mấy người ăn hiếp sao mi tôi đúng không? Trời ơi. Trời ơi. Đúng rồi, luôn cái được bực mình luôn mọi người, tất ơi. Ủa rồi, cái hẹn ở mình cũng đau đau đấy cùng lúc rồi, chắc chắn là game lỗi rồi. Ơi hello cái đó nha, trận này căng nè, trận này căng nè. Nè 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 đánh với chị vui lắm, đánh cái chết hả? Ừ, đánh với chị phải đánh, trò này phải đánh vui lắm. Không sợ,
sợ gọi là không sợ mặt này yếu nữa bây giờ. Ui nhìn vào nhìn thấy tính cái này mà có tốt kêu nhở. Trời ơi Sabi này, Sabi này. Trời ơi tức quá. Tôi còn chưa kịp qua đó ngậm lậm gì ta lậm ngọc. Im ơi xin đứa gặp cho cái. Cái gì đâu anh đánh môi rồi. Tôi mới nghe. Tôi mới nghe. Cho tôi lại cho con đánh môi. Cảm ơn. Gì nhở. Trời ơi chơi mà chơi cầu sinh nhau kìa trời. Như vậy là không được rồi trời ơi. Tại vì chưa người ta còn chưa kịp ra cho người ta được chơi á hả. Ôi, chưa kịp ra người ta qua mà. Người ta qua ta đánh nhau liên tục ở đây nè bà đó bà cầu sinh trời người ơi. Người ta cho em mấy cầu ra anh ơi. Trời ơi. Sammy muốn chết. Sammy muốn chết Siro rồi. Con lẹ, về về. Đến. Hay quá, em này ơi. Đang chơi cái trò gọi là một người thu hút sự chú ý, một người đánh đó nha. Hồi nãy em mới vừa bị Simi, hồi nãy em mới bị Simi đánh chết cho nên giờ em hơi rén mọi người ơi. Anh trúng rồi mà trúng được Mui ơi. Không giết tôi có. Simi ảo anh là sao trúng được Mui ơi. Bây giờ. Hay đó. Simi là tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi thẳng thôi, tôi không chờ đợi cái gì nữa. Simi á, Simi là Simi Uchiha mọi người cẩn thận. Wow. Simi này. Trời ơi. Ê như là đánh cách mà đánh thẳng là đừng có nên nhúc chết mọi người, quay càng nhiều rồi càng dễ chết á. Cái đánh bình thường thôi dễ thắng lắm. Thôi rồi. Simi ơi, sao mày đi nói cho địch thế? Ờ hả? Ồ, Sammy, mình gặp lại Sammy rồi. Mình sợ Sammy trả thù đứng cho mình chạy lên. Đứng lại. Thôi, tôi đuổi anh ơi. Để mình ra mít nè, mình chơi tiếp này. Cái đó nè. Cái đó nè. Cái gì? Cái đó nè. Cái đó nè. Cái gì? Cái đó nè. Cái đó nè. Cái gì? Ôi, cái gì? Siêu ơi. Cô định xuống đánh phong mà. Trời, cái pha đó hài vậy chú. Ôi, đời, ai đời chú bắt tôi vậy? Tam ơi, xấu nghi ngập lục bảo của tôi. Ghê ơi. Cái lục bảo không có làm được cái gì đâu. Bà lóc giường chị, đặt giường chị. Ok. Bà lóc giường chị, đặt giường chị. Ok. Ôi, ủa sao cơn hai luôn. Chị thấy không? Hai phát. Đẹp. Chị cam môi kiểu nhớ là em gái của chị. Cô giò. Em ơi. Cái này vui lắm mọi người nên thử. Trời ơi, tôi muốn có cái. Ồ, Sam à? Ủa, được ai? Đó, Sam à, ok. Xem đúng rồi, mẹ em, chị ơi, kiểu. Ủa, sao à? Đây, ai đây? Ôi, hay quá. Xem ơi, đi tới đây. Ôi, pha hay quá, mọi ơi. Mùi được rồi. Chị rồi xong. Em xin cẩn thận. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Để chị bảo vệ em cái gì ra không cần nghiệp không cần. Có chuẩn bị combo nha. Ờ. Trời đất ơi, em không thấy thế giới luôn đó trời. Không thấy thế giới. Ai nó đánh tôi vậy? Quê. Ai nó đánh tôi vậy? Nghe bất lực thực sự. Em như vậy, chỉ có thể là. Cay thế, trời ơi, mình giết được Sim rồi, mình bị Sam giết. Trời ơi, kiểu này không được rồi, thôi, mình thả không chơi nhân nhượng nữa. Em tin nó tôi bro của mọi người, tôi giết hồi trừ luôn á. Ai đây, bạn ơi. Thế thế giới, trời ơi, ngủ quá à. Thôi. Lại đây em chết. Sam ơi. Ôi, đừng gần nắm. Chẳng qua, có biết là chị Nhường không? Vâng. Thấy giới chưa, cay bây giờ nó thấy giới chưa? Chưa thấy luôn. Ê, có còn nữa à? Thôi bây giờ kêu không lắc nhá, kêu không lắc vẫn được nhá. Ok. Trời ơi, tính đi chém người ta này, trời đất ơi. Cù giọt. Sao kỳ ra game nó lạ đấy à, game nó lạ. Game này lạ đấy à. Game này lạ thật đấy. Bạn ngon, bạn xuống đây bạn này. Mình xuống đây bạn. Cù giọt nè, phá giường cù giọt luôn. Phá giường cù giọt luôn. Chim đi rồi. Ủa sao thế vậy ta? Em bay màu rồi mọi người, cố lên mọi người. Mọi người xem.
mình là mình nghi ngờ, mình là mình nghi ngờ Cairon sẽ qua đây để trả thù mình nè, cho nên mình sẽ không ngu gì mình trốn trong nhà đâu, mình sẽ leo lên cao. Xong thấy ai vậy? Ủa. Tính ra bây giờ trong game nó có nhiều thứ nó vô ích lắm luôn mọi người. Mình không cần để làm để dùng để làm gì luôn mọi người. Có cái kim mạnh bá đạo này đâu cần giáp, đâu cần gì đâu. Rồi, chỉ cần là giáp phản xạ tốt nè. Đó. Rồi đoàn kết tốt, vì ta kỷ lục tốt. Đoàn kết tốt là chỉ có hội chị em thôi. Đúng rồi, đoàn kết tốt chỉ có hội chị em thôi. Siro! Gì vậy? Siro, còn đang leo rồi. Siro bữa nay trời ơi, chơi mà chơi lẻ không mà em không thấy đường đâu luôn á. Chơi lẻ gì trời, người ta đánh trước mặt bà không thấy người ta, bà kêu tao đánh luôn. Không phải trời. Em cô Yon đã mất trường rồi, cô Yon còn đứng chọi mà lóc, thế là em qua em chém cô Yon đi luôn rồi. Rồi xong sao bạn lại làm thế, sao bạn lại làm như thế? Rồi không, mình bay màu rồi mấy bạn ơi, chính thức Cairon luôn nha. Cairon chính thức đã dừng cuộc chơi tại đây. Ok rồi, bây giờ người tiếp theo tôi sẽ đánh chắc là sẽ là mèo Simmy mọi người à, tại vì mèo Simmy với lại Cairon là một cặp. Sammy nè, tôi trả thù. Tôi đã trả thù được rồi. Editor hãy gọi là chiếu qua cam của tôi. Tôi đang nhìn mọi thứ như thế này. Editor hãy gọi là chiếu qua cam của tôi. Tôi đang nhìn mọi thứ như thế này. Trời ơi, Siro một mình giết hết hội cho em. Ủa, thề luôn không? Chiếu rồi, chiến má. Không thấy luôn. Ao, ông dùng thuốc tâm hình, chỗ này có thuốc tâm hình đâu. Tôi cảm giác hoảng sợ với cái ông Ro lại gần quá, tôi phải chạy. Em không thấy ông luôn á, trời ơi. Siro chọi nè, Siro chọi Ngọc, à gì Ngọc Ender nè. Trời ơi. Trời ơi. Sammy à, Sammy nè. Sau lưng không ơi. Ơi. Này thì sau lưng không ơi. No, Sammy tránh ra. Sammy tránh xa tôi ra. Sammy tránh xa tôi ra. Ông đã biết. Ông né chan của tôi. Tôi sẽ đánh ông. Sammy tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi. Đừng lại gần tôi. Này thì Sammy ra. Này thì cao quá. Trời ơi, chiến quá, phòng chiến quá mọi người ơi. Ôi, tôi mà nghĩ sao không chiến? Trời ơi. Giờ mình nghĩ như thế này nè mọi người, giờ mọi người qua bên đập nhà Phong đi mọi người. Ê, không nha, đừng có chơi suối bậy nha, cay chơi cay suối bậy cay. Anh em tốt nhau. Đâu, cay đưa ra ý kiến thôi, cay đưa ra ý kiến mà. Em không thấy vô, em thấy cái nhà em thôi mọi người. Đó xong sang rén liền, rén liền. Ủa? Này thì Sammy này. Vậy nha, mọi người chơi đàng hoàng nha, đừng có mà kiểu nghe lời ai đó xong rồi qua quýnh mình tôi nha, không giỡn nha. Thôi mọi người, mình quýnh mình Phong đi mọi người, đem cấp đi mọi người. Lớn rồi, biết đâu lớn rồi, phải biết suy nghĩ chứ, không thể nào được nghe lời người khác. Quên mất, mình đâu đánh cho vui đâu, sao vậy chị? Thật ra thì vừa rồi chị cũng đánh khùng em, xin lỗi em. Em cũng đánh khùng chị nên là em cố tình nói vậy để cho đỡ quên thôi. Trời ơi, tưởng thế nào. Hóa ra là cái trò này nó vui là phải chơi tới cuối chứ đừng có đập dừng sớm. Đúng rồi. Đừng có chơi đi đập dừng làm gì. Đó, bởi vậy Phong thấy không? Phong đập mình chết đó không? Có, tại bạn kiểu bạn con mồi ngon quá, bạn đứng ở giữa đường như vậy thì làm sao mình chối bỏ được, bạn hiểu không? Trời, con mồi ngon quá mà. Cái đó không phải tại mình. Cái đó hết trách rằng là tại vì bạn gọi là sao ta? Tại vì bạn quá gọi là người ta không để ý quá, chủ quan hiểu không? Em ơi, công nhận là em không thể nào tin được ông Rô. Ủa chị thấy mà em sẽ không bao giờ thấy luôn á, em không thấy ông Rô luôn á. Ơi còn không Cairon game mod survival vô đấu với mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi cay. Được cũng được á. Cho cay một mạng đó, ok để chơi vui chứ giết cay sớm quá mình thấy tội cay á bạn ơi, thôi cho cay mạng nha bạn hả. Nhưng mà cay không được đập giường mọi người. Cay vậy? Đó là có cay chỉ được mà. Đúng rồi, cay chỉ được hồi sinh, cay chỉ được hồi sinh để chiến đấu gọi là phá mọi người thôi chứ không được. Cay hồi sinh rồi. Siro đó, Siro à, Siro hả? Siro muốn ăn hiếp anh em hả, anh Siro? Trời ơi. Mình không thể nào trở lại thành người bình thường được nữa rồi. Mình đã là ác quỷ rồi hả? Mình đã biết thành đồn ma bạn ơi, mình không biết lại được bạn ơi. Nó đèn, số mặt đèn, số mặt đèn. Không trở lại bình thường nữa. Hay là bây giờ mình chơi từ đầu đi mọi người cho cay được chơi. Em có thấy ai đồng ý không? Mình lại không muốn chơi lại từ đầu nữa nha. Mình thương bạn quá, mình đã cho bạn chơi từ đầu với mọi người không đồng ý. Không, tại vì trận này tôi thấy tôi có highlight. Sếp ơi, chỉnh tầm nhìn, em chỉnh cái tầm nhìn lại là sẽ được. Ui, hello Mr. Siro. Này thì đặc biệt lắm. Chỉnh tầm nhìn là bình thường lại. Này tầm nhìn là bình thường. Ôi con, tôi thấy được trái đất rồi. Vâng, và Sammy đang đi làm vòng ở ngay giữa. Sammy đã thấy Simmy rồi, Sammy đang có ý định giết Simmy. Chưa,
không nghĩ được không vậy? Ok. Được chứ sao? Chúng ta thấy là Phong Cận đang gọi là muốn giết nhà của Camui. Bạn chắc chưa bạn ơi? Bạn chắc chưa bạn ơi? Chắc chứ bạn ơi. Rồi, ok rồi, sao lần này xem. Trời ơi đó, trời ơi chơi kiểu đồng đội. Chơi kiểu ăn dẹt. Ui. Cái cò à. Lão ơi. Bạn hay đó. Yeah. Trời ơi bạn ơi, bạn nghĩ sao vậy? Tôi mặc đầy đủ rồi tôi mới đi chơi chứ bạn. Ok bạn. Ôi đừng mà tao tự nhiên nhớ là không đập giường để là đánh nhau cho vui mà tao tự nhiên không nhảy vào nhà tao mua gì vậy? Ủa? Đúng ha. Hồi nãy á là ủa không đập giường là chỉ đang nói đến cây ron thôi, còn giờ chơi mình phải chế họ choảng nhau như vậy thì nó mới vui không? Đánh nhau em mất đánh nhau rồi bạn. Trời ơi. Trong nhà Phong vậy em ơi. Bây giờ mọi người không đập nhà bạn đó bạn. Bây giờ muốn mình qua đập nhà bạn không? Ok, hết thì đập đi, mình thách mấy bạn qua đây. Sao Phong cùng nên đi á? Từ từ hiểu máu quá, máu quá. Mình máu mà. Ấy da. Trời ơi, mình em rồi. Mình chỉ mới giết được Simmy thôi, chưa giết được Sam cây thật. Phong muốn chơi hấp dẫn thật rồi bà con ơi. Rồi, bạn qua tới nhà mình luôn rồi ha bạn. Mình qua rồi nhưng mà mỗi tội bạn màu khắc diện thạch rồi. Ôi phải rồi, siêu wow. Tàng hình nè. Gì đó. Phải rồi, siêu chơi trò tàng hình nè. Ra những món đồ bé không phế đâu, miễn là mọi người gọi là thôi chị đem mua thuộc thức tàng hình thôi để coi có làm được gì không. Thuộc thức tàng mua bằng cái gì ta? Một gọc hộp bảo. Xong rồi. Bạn ơi, mình nhất quyết phải qua giết bạn cho bằng được, dù chết bao nhiêu lần cũng vậy. Bạn đứng lại đó cho mình. Là qua đây, Mùi ơi. Kiểu gì mà kiểu không ai cứu được bạn nữa đâu. Không có ai cứu. Gì đâu rồi. Không có ai hết. Không có ai. Ủa, hết đâu. Ủa, cho bộ đồ ra nha mọi người. Lại là Siro tàng hình hả Siro? Đấy là gì vậy? Cô bà anh đâu? Sao mà? Ủa vậy hả? Vui không ơi, tôi bảo vệ vui mà. Chị không có một lời còn anh trước kia chưa gặp qua. Vâng, bây giờ chúng ta đã thấy là chị em đã kết hợp cùng với nhau đưa thuốc cho nhau. Wow. Đáng lẽ là mình không nên giết cây ron sớm quá, phải để cây ron lại với mình. Có cái câu đó chính là có không giữ mất đừng tiền. Rô, em nói Rô nghe nè, bây giờ như thế này đi, anh em mình phải giết hết họ chị em xong, anh em mình sẽ solo với nhau để cho nó công bằng. Rô nói về Phong rằng không. Chứ bây giờ em nói thật với anh đó, bọn mình cứ để cho họ chị em team up vậy trước sau thì bọn mình cũng bị giết hết. Ủa sao Rô nói gì hết trơn vậy? Rô đã thay em hành đạo. Em cảm ơn Rô rất nhiều. I love you. Rô đi theo mẹ Sim biết. Tứ tưởng đâu là Sim đi luôn, ai về Sim vòng lại à. Sim vòng nhanh thật. Mùi ai lộn Sim hạnh lái Sim mà. Sim hai chị em mình được nha, hai chị mình được nha. Hello guys, hello. Kìa Sim ơi, Sim. Ôi. Ôi Rô làm gì chứ? Em sợ sao sau lưng đó là em quay sau lưng em chặn lóc Sim lại. Ôi thì lúc đấy Sim ra ống chém em cái rồi. Đúng không? Đây là tôi là đi đứng đúng không? Trời ơi ông Rô. Lần đầu mình tiếp tục diễn ra nha. Ôi. Ngủ quá. Rô nào ở đây? Là Phong đó. Là Phong đẹp trai của Sam đây. Sim nè. Sim đã bay màu. Ôi trời ơi, trận này ok còn mỗi mình Sam thôi. Sau khi xử Sam xong thì em với Rô sẽ solo với nhau. Hội cho em team up hả? Này nhá.
thì vỏ quýt dày thì có vỏ dừa dày hơn nha. Dễ sợ chưa? Đọc trong ngô nghe xem. Thì vỏ ừ em biết mà, nhưng mà ý em ở đây là ý em nói ở đây là không cần đến móng tay luôn phải không? Vỏ dừa luôn, thanh móng tay nhọn lột lột được phải không? Ôi đi lộn nhà mấy má ơi trời. Ôi trời ơi. Gì ông qua nhà tôi nè. Tôi lộn nhà. Mà đi qua nhà đâu mà thấy ủa sao những cái nhà mình cờ màu đỏ trời. Sam ơi đúng không? Sam ơi, ráng canh cái nhà, giữ cái nhà cho kỹ nha Sam. Giữ cái nhà cho kỹ nha Sam. Trời ơi, tôi biết chứ là nhà tôi thế nào cũng bị lấy thôi, hiểu không? Bây giờ tôi di chuyển đây, bye bye. Sammy mà dám cho rồi. Em gọi là sao ta? Ơi, Mui ơi, có thể nào chị chết rồi chị im lặng được không? Chị nói hết lộ hết tất cả chiến thuật của người ta. Chết rồi em mồm đi bà nội. Chơi chơi thầy vậy trời. Ai mà em phá chị cơ? Ai mà em phá giường chị cơ nè? Ok bạn, đó, mày thấy không? Chơi kỳ. Đó, tất cả giường vỡ hết. Anh như thế thì giường nó cũng sắp tự hủy rồi. Nó hủy rồi. Giường tự hủy rồi mọi người. Ra, chuẩn bị nào mọi người. Chuẩn bị nào. Con rồng. Ơi, mà chém chết rồng được không ta? Thử chém chết rồng cái đâu. Thôi chém rồng thôi. Mà sợ rồng hết cái mình văng rồi. Con rồng nhiều khi trúng nó mất miếng máu à. Không tính nổi chết, không nổi văng chết được. Ok bạn ơi, mình đã mua rất là nhiều thuốc tàn hình, thuốc chạy nhanh các kiểu luôn rồi. Ok. Hy vọng là mình sẽ giữ được mạng. Giường bị vỡ trơn rồi. Cây thật. Cái gì vậy? Cây thật. Cái gì vậy? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy ta? Bị con rồng cắn mất máu rồi. Trời ơi. Tôi nói cho là Sammy bị con rồng nó cắn mất máu chết luôn. Xong rồi còn Ro thì bị con rồng nó đẩy xuống vực chết tiếp luôn. Em vừa bị trời ơi. Tôi còn chưa kịp làm gì. Trời ơi là trời. Trời đất định. Ông trời đã định số phận của Phong là số phận gọi là người chiến thắng, các bạn hiểu không? Đó, ông trời đã định rồi. Ok, vậy là coi như trận này thì mình đã là người giành chiến thắng nha các bạn nha. Và các bạn có thấy thích cái thể loại Backworld như thế này không? Nếu như bạn thấy thích những cái thể loại Backworld như thế này nữa thì bạn đừng quên hãy bình luận lại cho mình biết các bạn muốn mình sẽ làm gì tiếp tục trong Backworld nha. Chẳng hạn như là chơi Backworld gọi là sao ta? Không cần giường, chơi Backworld không bọc giường, chơi Backworld quýnh nhau bằng quả táo vàng, hay là chơi Backworld gọi là gì đó bị ngược cái đầu xuống dưới đất chẳng hạn. Đó, nói chung là các bạn có những ý tưởng gì thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới, mình sẽ làm nha. Ok, còn bây giờ mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share, nhớ subscribe, đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube mình nha. Còn giờ thì bye bye, hẹn gặp lại.